Nghe. Chào anh Bình Hồng. Đó. Rồi, rồi chào. Hồ với cả nhà mình ngày mới vui vẻ. Em gái cắt khô, nấu canh chua khô, cá sặc bỏi anh. Ờ dạ, cao chào cắt khô là cái bữa nay mua đông ăn. Em lên bên mình. Nó nói chuyện chính trị với anh, hôm nay có chuyện gì vui không anh Bình Hồ? Thì mình nói là có đối thoại với người ở hải ngoại đây, những người mà bất đồng ý kiến á. Thì mình muốn là cái chương trình ở hải ngoại đây dành riêng cho những người hải ngoại để họ lên họ Chợ họ đối thoại. Thì hay bức xúc và hay lên chửi, nhưng mà giờ thì mà cái tiếng nói để mà anh em mình bình luận hay là để mình góp ý với nhau á, thì anh chị nào mà có nói xấu về đất nước á thì Nhiên sẽ mời anh chị đi về đất nước Việt Nam hôm nay. Về mà thành thị á, thì ở quận 1 đồ là ở thành phố mình á, thì bây giờ đã khang trang, Hà Nội mình đồ bây giờ khang trang nhiều lắm rồi. Rồi anh chị nào mà nói đất nước mình hôm nay bị tụt hậu gì đó thì bây giờ em không có mời về thành thị, nhưng mà em mời về quê. Về quê, quê em là quê ở An Giang. Thì anh chị mình đi An Giang ở xứ nào bất cứ là em sẽ dẫn anh chị đó đi vào vùng sâu, vùng xa, bất cứ nơi đâu, là cho thấy cảnh vùng sâu ngày xưa như thế nào và vùng sâu như An Giang quê em hôm nay nó khác đổi mới như thế nào. Đó. Thì em Để nghe nói mấy cái vùng U Minh đó phải không? Mấy cái vùng U Minh đó phải không? Bây giờ nó khác hơn phải không? Mấy cái rừng U Minh tràm đồ ngày xưa trồng tràm á anh. Trồng cây tràm đó thì hiện tại giờ là nhà em đang làm ruộng ở Chi Tôn, An Giang. Thì anh biết huyện Chi Tôn ngày xưa là nó giáp ranh với Ba Hòn, Kiên Giang đổ dưới á. Là tràm nước biết phèn không à. Nhưng mà cách năm 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 93 là em mua đất ở dưới. Và dưới đó là đất đất lô anh, một lô nó là 30 công, 30 công là 3 mẫu. 3 mẫu gọi là 30.000 á, 30.000 mét vuông á. Là hồi đó là người ta phá tràm ra là người ta mới bán đất cho bà con mình rất là rẻ. Nhưng mà khi mà trồng tràm mà phá tràm ra hết thì mình mua đất đó mình phải tái tạo đất lại, nặng mình làm qua trồng trồng qua màu trồng như trồng lúa anh. Thì lúc mà năm 93 em nhớ lúc đó là em được 21 22 tuổi gì đó, thì em mua đất ở dưới đó. Thì anh biết là lúc đó là đất ở đó nó phèn không à. Thì anh biết đi tràm mà mới vừa phá ra rồi xong rồi làm lúa lại 1 2 năm đầu nó chết anh, lỗ lỗ trắng tay luôn đó anh Bình. Phèn nó nổi dậy lên mà anh, đất trà mình phá ra mình trồng nó qua màu nó dậy phèn lên, lúa mà lên tới đây nó dậy phèn lên vàng là chết hết. Thì rồi bắt đầu bà con mới hùng tiền với nhau mình múc kinh nặng mình cho nước ở trên mình đó, chảy xuống cho nó thoát ba cái nước phèn đó ra hết. Thì hiện tại giờ em cũng bắt anh Bình là cái khu vực mà năm 93 em mua đất đó là bị phèn chết, nhưng hiện tại bây giờ đất bà con hiện tại giờ đang làm lúa là mỗi một công gì đó, một công là 1.000 mét vuông đó, là hiện tại giờ là vô một tấn lúa đó. Ngày xưa là lúa chết nhưng mà bây giờ là làm bà con bây giờ đạt được kết quả rất là cao. Bởi vì mong bà con mình đừng có xuyên tạc, không bây giờ mình không nói nữa, muốn có xuyên tạc hay không đi về tới đất nước Việt Nam và đi về tới cái vùng sâu vùng xa vùng đất phèn đó thì coi người ta cải tạo lại những cái vùng đó như thế nào. Em nói anh á, ô nhiễm đất nước Việt Nam mình mà thời chiến tranh qua rồi bây giờ đang tái tạo dần dần mà ở đâu mà ô nhiễm. Ok, cho Bình Hồ hỏi là quay chấp phải ăn cái này. Bây giờ hồi đó là mua là 30.000 một mét vuông, bây giờ trị giá bao nhiêu? Hồi đó đất đó là em mua có 600-700.000 một công à. 600-700.000 một hectare hả? Một công á là 6-7 triệu á, mua là một hectare là 6-7 triệu á. Một hectare là 6-7 triệu thôi hả? Anh tính đi. Rồi bây giờ triệu, ok, 6-7 triệu, bây giờ một hectare bao nhiêu tính theo thời đại? Hiện tại bây giờ là bao nhiêu hả? Bây giờ anh tính đi, giờ đất bây giờ là 35 triệu một công đó, một hectare là như 350 triệu. 350 triệu thấy không? Là coi từ mà 6-7 triệu cho đến 350 thì triệu. Thì bởi vì em mới nói, nó phải chạy theo rồi. Thì ba rửa ba khô nấu canh chua cho em đi. Hôm nay nấu canh chua khô. 300 triệu, 350 triệu là tương đối với coi như khoảng chua khô. 17.000 đô, khoảng 17.000 đô. Sao đi làm được? Dùng sâu nha, tại vì em là cái người từng làm ruộng dùng sâu dùng xa.
dùng dân tộc cao của bà con ở là Chăm Khmer, trong đó dùng bảy núi mà anh Bình Hồ. Đúng rồi, biết dân Khmer nhiều lắm. Thì anh tính đi, hiện tại giờ là bà con bây giờ, ngày xưa nhà lá mà người ta chạy ghe dưới sông tịch đó. Đó là mình phải kêu muốn mua lá mà lập nhà là phải đón ghe. Đón cái ghe đó vô mua lá lập nhà. Nhưng mà bây giờ nhà lá hả? Anh mà lập nhà lá mà nhà lá hư đó, là anh đi tìm một cái ghe mà bán lá mua không còn nữa. Tại vì sao bây giờ nhà bà con hiện tại vùng sâu vùng xa bây giờ người ta lập ton hết rồi, lập thiết hết rồi. Dù có nghèo đi chăng nữa người ta cũng lập ton rồi anh Bình. Là nó tiến bộ hơn vậy đó. Còn hiện tại giờ mà em nói về vùng đó thì ngày xưa á, mỗi lần nước phèn á, mà trong đó anh tính đi, mỗi lần em đi ngang kinh á là em phải lội xuống kinh. Phụ nữ mà người ta nói là sợ viêm của mình bị chung, nói chung là bậy bậy tí xíu đi là sợ. Còn em đó, em là cái người miền Tây rồi, lội ngang kinh là xịn lầy là chuyện bình thường. Còn nó uống thức dịch ngày xưa là quá bình thường luôn á. Hỏi anh thấy không có dịch đội đàn đàn gì đó, em muốn uống nước thì em phải múc nước lên, em đóng phèn, em nấu nước là em uống. Nhưng mà bây giờ mình không còn uống nước đó nữa. Thì giờ trong kinh đó, ngày xưa không chạy xe được, nhưng bây giờ cũng có bắt cây cầu chạy qua kinh rồi anh. Em ở Lương An Trà mà vô ngay chân cầu Châu mà em làm lúa đó, trong kinh 2 á, thì người ta bắt qua hai cây cầu, mình chạy xe thẳng được ra đó luôn rồi. Rồi mỗi lần mình đi uống nước á, gì đó, mình đi ra đó, mình mua mấy cái bình nước lọc bự bự đó, mình chở vô. Rồi trong đó mua nước đá, chở cây đồ vô. Rồi cầu hơi thì mua ký vô. Bây giờ cho anh hỏi là chụp cái ăn cái này, là coi cho mình hỏi này. Bây giờ cái vùng của là coi như ở vùng sâu vùng xa đó, có ai đói không? Em nói anh á, hiện tại giờ người dân mà nói để đói mà ăn cháo, nhưng ngày xưa mà nói là nấu cháo mà để bông điên điển đồ vô ăn á là không có còn đâu. Như là ăn ngon, nói chung là nói bà con bây giờ nào mà nói ăn ngon mặc đẹp đồ á, vùng sâu vùng xa thuộc đó, giờ vùng sâu vùng xa hiện tại giờ bà con sống cuộc sống, mình đừng có nói xạo nói láo mà phải dẫn người ta đi đích xác lại tới cái vùng là dân tộc của Khmer luôn. Anh nhớ cái vùng vùng bảy núi, vùng An Giang, vùng Chi Tôn, An Hảo đồ không? Vùng đó là toàn là người người Campuchia mà anh, đó đúng chưa? Cái giới đó. Đó không phải là canh giới, nhưng mà cái đó là người dân tộc mình ở. Thì nói đói đi là người ta không còn đói nữa. Cơm thì ngày hai buổi cũng cơm canh đầy đủ. Nhưng mà để mà sống cuộc sống mà theo mà cái môi trường mà như hiện tại bây giờ là giống người Sài Gòn thì không phải. Em anh thấy nhà này Chi Ba nè. Đó thì những người Chi Tôn, An Giang thì sống cũng y cái nhà vậy vậy. Nhưng mà người ta sống nghèo đi chăng nữa, người ta có nghèo đi chăng nữa, người ta cũng có sáng một ly cà phê. Mà không phải uống ly cà phê nhỏ như mình đâu, ở miền Tây mình á, đặt một ly một là uống lọc ra một ca, uống như vậy đó. Thì anh em hỏi anh vậy sao bà con còn đói còn khổ nữa anh Bình Hồ? Thì sống mỗi ngày á, thì bà con phải mình làm ra một mùa ruộng đi, có dư được mười mấy hai chục triệu đi, người ta mất tích góp mùa này được 10 triệu 20 triệu, người ta làm 3 mùa thì có thể là một năm ta kiếm 50-60 triệu, thì 5-10 năm nữa người ta cũng phải được xây được cái nhà, đúng không anh? Mỗi ngày đất nước mình nó phải đi lên. Chứ anh thấy có đất nước nào mà tụt hậu không? Thì những người mà họ em gọi đây là những người chống cộng cực đoan á, có cần gì thì đi xuống tới. Bây giờ họ hỏi này. Dạ. Cái chỗ vùng nó chỗ Kiên Giang đó, là từ nó chỗ cái Kiên Giang là mà điện cái vùng sâu á là bao nhiêu cây số? Bây giờ em nói anh nha, ngay chỗ mà mà cầu chữa U xã Lương An Trà huyện Chi Tôn mà em ngay chân chỗ em làm ruộng á, mà em xuống tới Kiên Giang á có mười mấy cây à, xuống tới Ba Hòn ngay chân chỗ mà công ty xi măng Sao Mai á có mười mấy cây à, mấy cây à, sát bên à. Đó thì nhưng mà hồi đó là Kiên Giang á, hồi đó là Kiên Giang là chưa phải là cái chỗ mà coi như là chỗ mà đô thị đó nha, chứ phải đâu. Không, bây giờ lên anh đi về đi. Bây giờ em nói anh gì nè, hầu năm bây giờ là nghe Kiên Giang là coi như nó cũng là đô thị rồi. Bây giờ anh tính gì vậy? Em nói cho anh nghe nè, giờ năm 90 đi. Thời điểm năm 90 lúc đó như em mới 17 tuổi à. Thì anh tính đi. Anh tính mà từ ở Châu Đốc mà đi xuống Kiên Giang mà cái đường mà đi xuống tới mà Chi Tôn em thôi là toàn hết đất mà đường bằng đất. Người đá đổ lơm chơm với anh. Mỗi lần đi là xe mình xịn lầy, mỗi lần mưa xuống bà con chạy không được.
Nhưng mà Để bây biết giờ coi. anh nghĩ đi, về con đường bây giờ, cái đường lộ bất cứ là đi xuống tới với Kiên Giang luôn, cái đường rất là thẳng, anh chạy xe rất là nhanh, rất là đẹp. Anh nghĩ cho em điều đó đi. Rồi những cái vùng quê mà vùng sâu vùng xa, ba cái đường đất đó, người ta cũng phải gãi cát, người ta tráng nhựa đổ bê tông hết. Thì anh tính những con đường như vậy đi, rồi có nghèo không? Việt Nam hiện nay có nghèo không? Mỗi ngày mỗi đi lên. Ok, đã coi như cảm ơn, đã coi như để mà em chia sẻ vấn đề, coi như Đất chút nước. để có người lên á, có người lên á, Dạ là dạ coi dạ như rồi chào anh, vậy mai tiếp mốt mà nha, có. bữa khác coi như, khác là coi như mình nói chưa, bữa nay có cái mũ coi như Ngay có mũ được Việt người khác tặng anh ạ. Việt Nam ấy à. Dạ. Rồi Vâng, thì ngày hôm nay có chia sẻ này. dạ hôm nay em có chia sẻ một tí xíu về mà thấy một diễn Chào vừa. khán giả trước Vâng, đi. xin chào anh Bình Hồ và chào các quý vị khán giả. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một Vâng. tí xíu về cái lời của cô Thái Ngọc Viên vừa nói ạ. Vâng, thì bây giờ anh Bình Hồ thấy là cái kinh tế của Việt Nam hiện nay rất phát triển, nhất là ở những vùng vùng nông thôn anh ạ. Thì tôi thì đúng là sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê tôi thì cũng ở vùng nông thôn ở ngoài Bắc, thì tôi cũng hiểu khá rõ về những cái cuộc sống của bà con ở ngoài, ở những cái vùng nông thôn. Và tính tôi thì cũng hay đi thích đi du lịch anh ạ, thành cùng là tôi cũng biết về cái cảnh sống của những bà con vùng sâu vùng xa, ví dụ như ở Ban Mê Thuột, hoặc là Tết vừa rồi tôi có lên, tôi đi một vòng lên tận, vâng, cái vùng như Biên Phủ, cái vùng Sơn La anh ạ. Vâng, còn ở trong miền Nam thì nói chung là cái vùng ở dưới Bạc Liêu hoặc cái những vùng sâu á, thì vâng, thì tôi cũng có đi đến và tôi cũng hay tìm hiểu về cái cuộc sống của những người nông dân ở đấy. Nhưng mà anh bây giờ này tôi thấy những cái gọi là ưu việt của cái chế độ này, thì tức là cách đây mấy năm anh ạ, tức là nhà nước Việt Nam có cái chương trình tức là nông thôn mới rồi ạ. Vâng, tức là ví dụ một địa phương đầu tiên là một xã chẳng hạn, nếu mà anh hoàn thành được cái chương trình thì nông thôn mới, tức là cái chương trình nông thôn mới tức là nhà nước và nhân dân cùng làm, tức là xây dựng một cái nông thôn đấy nó đẹp hơn. Tức là một xã mà hoàn thành được cái chương trình nông thôn mới mới đó thì là phải thực hiện được ví dụ là 31 hoặc là 41 tiêu chí đấy, thì tôi không nhớ lắm. Mà trong đó thì ví dụ là có trường hợp ví dụ là cái đường thì anh phải đảm bảo ví dụ là cái đổ bê tông hoặc đổ nhựa chiều rộng của nó là khoảng 3 hoặc là 2,5 m gì đấy. Đấy là những cái đấy không nhớ, thì là vào tận đến ngõ của các người dân, hoặc là cái trường ấy thì phải đảm bảo là ví dụ là cái trường học thì ở xã thường thường là chỉ có cái trường tiểu học hoặc là cái trường phổ thông trung học cơ sở thôi, thì phải đảm bảo là ví dụ cái là học sinh học được 2 buổi, hoặc là sĩ số mỗi lớp bao nhiêu học sinh, hoặc cái trường cái rộng như thế nào, phải hoặc là phải có máy vi tính, hoặc là phải có cái những bồn hoa, tức là phải vâng phải như thế mới đạt được chuẩn, hoặc là trạm y tế thì phải có bao nhiêu giường bệnh và bố trí, tức là phải có một bác sĩ hoặc hai bác sĩ, hoặc nó phải có tiêu chuẩn anh ạ. Thì khi nào mà ví dụ một cái địa phương đó, một xã đó mà đạt được cái gọi là 30 mấy hoặc là 40 mấy cái tiêu chí gì đấy, tức là có tiêu chí để nhà nước đề ra, thì là nhà nước mới công nhận cái xã đó đạt chuẩn nông thôn mới. Vâng, hiện nay tôi thấy ở trên đất ở Việt Nam mình ấy, thì cũng có rất nhiều địa phương, tức các xã thì nó rất là nhiều đạt được cái tiêu chuẩn cái nông thôn mới đó. Còn là ví dụ trong một huyện thì là ví dụ là tất cả các xã ở trong huyện đó đạt cái chuẩn chuẩn của nhà nước đề ra rồi, thì là cái huyện đó được công nhận là huyện nông thôn mới. Ví dụ là cái địa phương của tôi ở quê tôi đấy, là thỉnh thoảng tôi cũng về đấy, tức cái huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay đã đạt được tiêu chuẩn nông thôn mới ấy. Về đấy thì nói chung là đường điện trường trạm hoặc là hoặc là đời sống của bà con rất là tốt. Vâng, còn lại là vâng tôi muốn nói về cái tức là tức là đời sống của những bà con ví dụ cái vùng sâu vùng xa ở miền Tây, thì tôi thấy là nó quá đơn giản rồi, vì là miền Tây thì nói chung là cái vùng núi nhất thì nó rất ít. Nhưng mà ví dụ như cái vùng mà ví dụ vùng núi cao ấy, ví dụ như ở
trên Điện Biên Phủ hoặc mấy tỉnh Hà Giang, Cao Bằng ấy, thì ở đó thì là nói chung là cũng còn khó khăn hơn một tí xíu, vì nó đường đất các thứ lên trên đấy thì nói chung là nó còn khó, và bà con thì hầu như nó lạc hậu hơn ở cái đồng bào cái vùng Khmer ở dưới miền Tây. Nhưng mà tôi thấy cái cuộc sống ở trên đó thì tôi nói thật với anh nhé, không có gì là nghèo đói cả. Ví dụ như là bản thân tôi hoặc anh chẳng hạn, ví dụ có đi du lịch lên trên cái vùng trên đấy, ví dụ ngày xưa thì mình cứ thấy trẻ em người ta ăn mặc rách dưới nọ kia thì mình cứ xuống xe thì mình mua kẹo bánh mình cho bọn trẻ. Nhưng mà bây giờ mà anh lên đấy mà anh cho mà cái kẹo bánh mà không ngon là chúng nó không ăn. Tôi nói đấy, vâng, tôi đã là người đã thực hiện những chuyện đó. Còn ví dụ như cái bọn trẻ ở trên Tây Nguyên chẳng hạn, hoặc mấy vùng núi ở trên Hà Giang, Cao Bằng, thì mình cứ lên mình thấy bọn nó cứ cởi chuồng thì mình mua quần áo nọ kia thứ. Nhưng mình cũng phải hiểu rằng là cái phong tục ở đấy chúng nó như thế, nhiều khi là chúng nó cũng không chịu mặc quần áo, có chúng nó cũng không chịu mặc đó. Thì tôi muốn nói là cái ưu việt của cái chế độ mình, tức là mình đã xây dựng được, tức là cái nông thôn mới để mà thay đổi cái cuộc sống của nông thôn so với lại nó gần hơn so với thành phố. Chứ còn bây giờ tôi nói anh là ví dụ ngày xưa anh em mình, tôi là người ở vùng nông thôn nhưng cách thành phố, ví dụ cách thành phố Nam Định, nhà tôi cách thành phố Nam Định có khoảng 20 cây số thôi. Nhưng mà hồi đó thì tôi lên tôi thấy cái thành phố Nam Định có một cái gì nó cao xa mà có cái gì mình không bao giờ mình vươn tới được. Nhưng mà hiện nay tức là cái văn hóa nhỉ, cái văn hóa và cái đời sống của nông thôn nó rất gần thành phố rồi đó. Tôi thì là vâng thì tôi nói thật anh ấy, thì tôi cũng có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc, đó là năm 1984, cái thời gian đó tôi còn đi tàu biển, tức là tàu tôi vào tránh bão ở chỗ, tức là đi từ đây ra ngoài, từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài phòng thì có thì gặp bão thì mới tránh bão ở cái khu vực gọi là cái đảo Cù Lao Chàm bây giờ anh ạ. Đấy thì tôi thấy vừa tàu vừa đỗ một cái là cũng như bà con các thứ là đi thuyền thúng các thứ ra mà nhìn bọn tôi ấy, như là người ở hành tinh khác xuống ấy. Đó tức là cái sau đó bọn tôi có vào trong cái đảo ấy chơi thì tôi thấy là cái tức là cái nhận thức về văn hóa này, về tức là về đời sống các thứ thì thực tế người ta kém mình xa. Nhưng bây giờ tôi nói anh, bây giờ ví dụ anh có điều kiện, ví dụ anh đi đến vùng sâu vùng xa thì anh thấy là cái đời sống, nhất là cái đời sống văn hóa, tôi nói cái đời sống văn hóa không có gì khác biệt xa cả. Đấy, không có cái gì khác biệt xa giữa nông thôn và thành phố, nó chỉ gọi là 80 so với 100 thôi. Đấy tôi nói đời sống văn hóa thì tức là, nhưng mà cái cuộc sống về vật chất thì tất nhiên hiện nay nông thôn thì so với thành phố thì cũng nói chung là người cũng kém hơn rồi. Vâng nhưng mà nó xích lại gần nhau anh ạ. Dạ, ở bên Mỹ đang bày, ở bên Mỹ đang bày. Dạ, ở bên Mỹ đó coi như ở dân thổ với dân nông thôn á, nó cũng là coi như nhìn qua biệt liền à. Vâng, cái người nông thôn, người ở chỗ cách xa đấy, chỗ thành phố tôi ở đấy là phải cách xa khoảng chừng 70-80 cây số hoặc là coi như là 100 cây số, họ khác với người thành phố lắm. Dạ, mặc áo quần và người cái cách của là lao động á, mặc đôi giày quần jean là đội mũ cá bồi, hay là coi như người mà chăn ngựa thuộc về là coi người mà coi như chăn ngựa, rồi họ về họ làm về 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 farm là về về vườn rồi đó, họ khác, họ lên trên, họ tới trên thành phố đấy là thấy nó khác liền à, mình nhìn biết là coi như người ở thôn quê lên liền à. Đấy, dạ, cái thằng nó coi như cái chỗ phải để mà mình được cái anh nói đấy, tôi chạc cái này chụp. Dạ, nói chung là cái tôi thấy là cái cuộc sống vật chất thì mình cũng chưa nói làm gì. Tôi thấy cái cuộc sống văn hóa của những cái người mà thành phố và cái người nông thôn hiện nay, tôi thấy ở nông thôn người ta, cái vùng nông thôn người ta đâu có thiếu gì đâu, internet rồi nọ kia tất cả các thứ là đầy đủ hết, nó chẳng có khác cái thành phố cả, chỉ nó khác thành phố ở thành phố ví dụ là có chỗ nhảy đầm nhảy nhót hoặc chỗ ăn chơi nó gọi là nó xa xỉ hơn một chút thôi. Theo ví dụ như cái điều kiện, ví dụ như cái tuổi ở ví dụ như tôi chẳng hạn thì nói chung là ở cái thành phố này thì nó mình cũng chẳng bao giờ mình đi cái chỗ mà ví dụ nó xa xỉ lắm hoặc chỗ nhảy đầm nhảy những các thứ nhảy đầm nhảy nhất các thứ ở thành phố. Vâng, tôi nói thật anh, ví dụ như bây giờ cái phát triển á là như tôi biết là như mà coi như ở Việt Nam á mà cách cách khoảng chừng
ba bốn chục cây số, nói chung là cỡ 50 cây số đổ lại á, Vâng. là người ta là phát triển hết rồi. Vâng. Nhưng mà chỗ mà ở là 100 cây số hay là 70-80 cây số mà vùng sâu vùng xa chờ tới á, là họ còn thiếu thiếu những cái coi tiện nghi, Đúng, thì mình vâng. chưa đến đó. Kinh tế mình có Việt Nam mà nó chưa là đến đó để mà nó phát triển cái vùng núi rồi vùng sâu rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái chỗ á, là những người mà họ đem những clip á, để mà làm á, ở bên này gieo sầu đất nước toàn là những vùng sâu vùng xa hết á. Vâng. Đó. Ví dụ như các em mà đu dây qua đi học á, nó ở cả cả 100 mấy 200 cây số Vâng, đúng rồi, cái chuyện mà mà. Vâng chứ. thành ra tôi cho không được. Vì mình nói là hồi trước kia là chính chỗ mà cách cái thành phố khoảng chừng hai ba chục cái số á, là họ thiếu nước, họ thiếu hết rồi. Bây giờ họ có đầy đủ điện hết rồi, Dạ. điện nước họ đầy đủ hết Vâng. rồi. Cuộc sống họ đó là có như đầy đủ hết rồi. Vâng. Còn mà những cái quá sâu đi đây Dạ. nó chưa có, Dạ. từ từ với cái nào từ từ với, phải Dạ. không? Bây giờ tôi nói anh như thế. Bây giờ này, tôi lên mấy cái tỉnh ở phía biên giới phía Bắc anh ạ. Nhất là mấy tỉnh biên giới phía Bắc, ví dụ Điện Biên hoặc Hà Giang, Cao Bằng. Thì cái tập tục, cái dân ở trên đấy nó khác với lại dân miền Tây ở cái là người ta, ví dụ nhiều khi quả đồi có một hai hộ dân ở, mà nếu mà có tập trung thì người ta cũng không sống tập trung. Tôi nói anh, cái thời mà cái làm cái thủy điện Sơn La anh ạ, thì tức là cái đồng bào dân tộc đầu tiên là sống rải rác, thì nhà nước xây nhà rất là đẹp. Tôi nói thật anh ấy, cái hôm mà tôi lên Điện Biên Phủ, tức là tôi cách điện điện tức là đi đến cái huyện gần huyện mình gọi là huyện Mường La đấy, nó cách Điện Phủ khoảng gần 100 cây số, thì tôi cứ nhìn xem cạnh rồi ô ở đây làm sao làm khu du lịch nó đẹp quá. Thế là mọi người mấy người ngồi trên xe ô tô cũng bảo ở đây làm sao làm khu chắc khu du lịch. Nhưng mà sau khi đến gần mà hỏi người quen, người ta bảo không, đây là cái khu tái định cư cho những người mà tức là làm tức là bị ảnh hưởng về cái thủy điện Sơn La, nhưng mà tức là làm khu tái định cư đầu tiên dồn dân về đấy, người ta ở cả cái vùng đấy, tức là có điện có nước có tất cả các thứ, nhưng mà người dân người ta kiểu cái sống nó quen rồi, người ta đầu tiên thì không về, mà sau cuối cùng nhiều cái là cũng phải cưỡng chế để người ta về cái khu đấy, tức là cái khu nhà sàn gỗ rất là đẹp nhà nước làm cho đấy, nhưng mà nhiều cái người dân người ta không không, không muốn. Vâng. Cái chỗ là anh bằng nguyện biết sao khi mà qua như mình có một cái nông thôn mới á, Dạ. thì ở đó mình phải có những cái hạng xưởng, cái mà công việc của người dân làm á Đúng rồi. nó có phát triển lên cái đó, cái công việc á cho người dân họ duy trì ở đó. Đúng rồi. Chứ còn mà khi mà lên một cái nông thôn mới có hạng xưởng á để mà tạo công ăn việc làm của họ thì cái hoàn cảnh họ vẫn 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 yếu. Vâng, có một điều nữa Thì thôi. anh là coi như Dạ. khi mà cái quy hoạch đất đai lại á để mở ra những cái hạng xưởng để cho các cái nhà đấu thầu á Đúng. mở ra công việc để cho người dân làm. Đó. Khi người dân mà có công việc làm rồi thì từ từ là quay nó phát triển thành phố lên thôi, nó phát triển là con người tốt thôi. À, nó đam hiểu được cuộc sống, là khi mà người ta có tiền đó họ đi du lịch, Đúng họ rồi. đi du lịch về Hàn thì là một cái thành phố lớn á, có được cái cuộc sống đó họ mang về cho quê hương của họ, nó có họ phát triển. Dạ. Cái gì cũng từ từ, Đúng cái rồi, gì cũng từ đúng từ rồi, không. cho nên mình được Dạ. hồi. Vâng. Dạ, không thể làm nhanh được. Còn một cái này nữa anh ạ. Tôi thấy là cái chế độ mình nhiều khi người ta cái thấy rất hay. Anh thấy chắc ngày xưa anh ở miền Trung, anh thấy là người ta gọi là cái miền Trung là nơi gọi là đất cành cằn sỏi đá, tức là ở đó là không có trồng được những cái cây cối gì cả, ra ví dụ ngoài vùng Phan Thiết, ví dụ ngày xưa đi tàu hỏa qua thì anh thấy là bát ngàn cát trắng đó, thì ở đó những cái vùng cát trắng đấy chỉ trồng được cái cây xương rồng thôi. Nhưng mà hiện nay tôi thấy là cái này nhà nước rất là hay này, tức cái vùng đấy không thể là bây giờ không thể là trồng phát triển được nông nghiệp hoặc các cây công nghiệp thì không sẽ phát triển gì, thì người ta đổ dồn vào đó, người ta xây dựng các nhà máy công xưởng. Anh thấy hiện nay ở cái vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, anh thấy không? Ngày xưa rất là nghèo, hoặc là Nghệ An, Hà Tĩnh này, Quảng Nam, Quảng Ngãi này, Huế thì đỡ, Đà Nẵng thì đỡ, nhưng vào trong này Phan Giang, Phan Thiết, anh thấy hiện nay tức là nhà tất cả các nhà máy ở đó người ta không phát triển được cái vùng nông nghiệp, người ta không tức là không trồng cái cây gì được, thì bắt buộc các nhà máy ấy, người ta dồn về đấy để cho những cái tỉnh đấy nó phát triển lên. Đấy hiện nay anh về anh thấy những cái tỉnh, nhất là tỉnh Quảng Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi hoặc là Bình Định
hoặc là ngoài kia Nghệ An, Hà Tĩnh, hiện nay những thành phố rất đẹp và nói chung là tôi thấy là ở cái miền Trung rất phát triển. Nếu mà cứ để phát triển nông nghiệp anh ạ, thì cái vùng đấy mãi mãi là nghèo nàn. Vâng anh, quý vị ở Việt Nam á, vì anh ở Việt Nam anh biết á, ở Mỹ đó có một cái tiểu bang mà gọi là coi như không trùm chi được hết á, gọi là nóng nóng kinh khủng lắm, nó nóng coi như là gấp phần rưỡi ở Việt Nam đấy, là cái chỗ tiểu bang Nevada. Nếu mà nói Nevada anh biết hết á, chỗ Las Vegas là gọi là thiên đường hạ giới á, cái chỗ đó là nó nóng kinh khủng lắm, nó nóng mà gấp ở Việt Nam mình khoảng chừng 41, 42 độ là nóng dễ sợ đó, phải không? Mà ở đó là phải nóng đến là coi như là trên 50 độ. Nó nóng mà nóng rát mặt, nó đi ra ngoài đường nóng rát mặt, không trông được cái cây kia mà sống hết á. Đất đỏ hết, nhưng mà đó là một cái thiên đàng hạ giới. Nó dừng lên cái lá cái gạt. Mà cả thế giới tới đó mà chơi hết á. Mùa hè tôi thiệt anh á, tôi lên mùa hè tôi không dám bước ra ngoài đường. Không dám luôn. Nó giữ cái lò lửa mà tạt vào mặt mình á. Không trông được cây nào hết á. Đất đỏ. Đất đỏ hết. Nhưng mà hay lên một thằng cổ đã bị đá. Xin lỗi anh, tôi có khách xuống. Rồi. Rồi chào. Ok, bây giờ ai nữa?